giá dách 2.000, hải quan chính ngạch. Xe này cửa hàng dọn full new xe thùng, từ trong ra ngoài sạch đẹp, máy rất là cộp nha bạn. Xe cũng đang đeo biển số khá là đẹp. Xe đã lên sẵn một ít đồ chơi cơ bản theo xe, nhìn xe rất là đẹp. Xe này là gia dách hải quan chính ngạch đời 2000, cửa hàng up full new xe thùng bằng đồ gin của xe thùng luôn. Bên cạnh đó thì mình có lên một bộ mâm Jackson Boy 5 cây xéo, hàng CNC, hàng xịn nha các bạn. Bên kia, bên đây thì bộ mâm bình dầu. Bên đây thì có một cái ô liền tập hợp, bộ nhôm sinh dĩa CNC, cây kiến CG hàng chính hãng luôn. Nói chung là xe này là lên những cái món cơ bản thôi các bạn. Lên những món cơ bản nhưng mà tất cả đều là đồ xịn. Nội công thì xe đã vô sẵn 4 món ăn chơi xịn của gia dách luôn. Vô 4 món ăn chơi của gia dách, 4 món xịn. Còn về tổng quan đồ trên xe là ví dụ như áo, bọng, đồ là cửa hàng xử lý lại bằng đồ của xe thùng hết toàn bộ. Nên xe rất là dữ. Bên cạnh đó thì xe cũng đang đeo biển số khá đẹp nha các bạn. Nói chung là nếu mà các bạn thích cái biển số này thì cứ ủy quyền giữ chạy, còn các bạn không thích thì cứ rút bỏ sang tên thôi, thì cái biển số sẽ rớt về cửa hàng lại. Còn nếu mà các bạn ủy quyền thì cửa hàng sẽ kèm, ngoài cái hợp đồng công chứng pháp lý ủy quyền thì cửa hàng sẽ kèm một cái hợp đồng cửa hàng bao xe 1-1, bao hồ sơ pháp lý cho các bạn. Về tổng quan xe rất dữ, rất cộp. Nói chung là đối với những cái xe mà biển số đẹp thường thường là cửa hàng rất là chăm chút, rất là sát sao. Còn khi mình lên bộ áo xe thùng thì anh em cũng thấy bọc lại hết, bọc lại những cái vị trí mà dễ chạy xước các bạn, bọc lại những cái vị trí mà dễ chạy xước, mình sẽ xử lý bọc lại hết cho các bạn. Xe thì không có gì để bàn, nói chung là anh em cảm thấy hợp nhãn cứ liên hệ cửa hàng nha, xe rất đẹp. Rồi nhắc lại ha, gia dách 2000, hải quan chính ngạch, full 4 món ăn chơi gia dách xịn, đã lên thêm bộ mâm CNC, Jackson Boy 5 cây xéo, một cái ô liền, một cái bình dầu Rambo, một cái kiến CRR, một bộ nhôm sinh dĩa CNC, full 4 món ăn chơi gia dách. Xe rất dữ nha các bạn, giá cũng rất là dễ chịu.